Như vậy trận đấu sẽ bắt đầu với game cầm giao bóng của Grigor Dimitrov. Một giải đấu diễn ra trên mặt sân màu vàng, một mặt sân có thể khiến người xem hơi khó trong việc theo dõi đường bóng. Màu bóng tương đối lẫn với màu sân. Bóng vẫn trong sân, một tình huống với cảm giác bóng không tốt từ phía Nicky Jones. 30 đều. Pha trả bóng tuyệt vời của Nicky Jones. Một tình huống tiếp bóng nhanh, cận chân. Bốn mươi đều và tiếp theo sẽ là bóng vàng. Trả bóng trong một tư thế với lần này là góc chữ T cho một cú ace của tay vợt người Bulgari. 4-3. Những tình huống lên lưới của Nicky Jones vẫn đang đạt hiệu suất thành công rất cao. Lần này là pha xử lý bóng ngắn chính xác của Dimitrov. Bóng tốt, không thành công với cú trái dọc dây. Cú thuận tay của Dimitrov là rất chính xác. Game. Và lên lưới hợp lý, rất đúng đắn khi đã có một đường bóng ép đối thủ lùi sâu so với cuối sân. Nicky Jones lấy lại mini break. 4-5. Giao bóng tốt. 5 đều. Grigor Dimitrov tận dụng cơ hội này để kết thúc set đấu đầu tiên sau loạt tie break. Những cú cắt rất tốt của Dimitrov, bóng siết chuẩn. Một pha bóng mà Nicky Jones đã rất nhiều lần thực hiện. Một tình huống giao bóng thấp tay.
Điểm cho Dimitrov. Bóng ra ngoài và người kiên trì hơn là Grigor Dimitrov. Pha bóng bền giằng co nhất từ đầu trận đấu đến giờ. Và với điểm bóng vàng, Grigor Dimitrov vừa lên dẫn 4-3. Mười lăm bốn mười, sẽ có 3 match point. Bóng ngoài và 6-3 là kết quả của set đấu thứ hai. Grigor Dimitrov mang về chiến thắng cho đội của mình với trận thắng 2-0 trước Nikitos Devert, người Bulgaria giành chiến thắng với tỷ số 7-6 và 6-3.